Kỷ niệm còn đâu đây nhớ nơi sân trường ấy, kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều, theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng. Còn đâu áo hoa thời gian trôi cùng với tuổi thơ, ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ. Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân vẫn rơi hồng trắng kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về, bạn ơi giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa xa ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa xa ta về nơi chốn ấy, bao bản thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Tới rồi hả thầy? Ai cũng phải học vậy hết con à. Quang, vào lớp đi con. Đi. Vô đi con. Thôi con không học vô đâu. Mẹ, trời ơi, con không học trường này đó mẹ. Mẹ, trời ơi, con không học đâu. Trời ơi. Ê, như vậy vậy rồi. Con không học trường đó. Vậy á. Trời ơi, mẹ, chị không chơi với mẹ. Buông vô lên. Không có nhà, không có nhà, không có nhà. Không có nhà. Không có nhà. Hùng! Ra đây đi! Hùng! Ông Hùng đâu rồi? Ông có ra đây không? Ê, ông này sao giống Hùng vậy? Ê, sao ông kìa? Đâu? Đó. Trời ơi, cái bông á ông Hùng đâu? Ông Hùng cũng mất ông á. Cái bông màu vàng, cái áo màu đen kìa. Phải không? Đúng không? Phải không Hùng? Ông ơi! Có chiếc chết đâu hả? Tôi đâu có biết chết đâu. Tôi đâu có biết gì đâu chết. Trời ơi, có gì đâu nhớ không? Trời ơi, người ta dưới tới kìa. Phải đi dậy lên. Dậy lên. Rồi. Bây giờ đi hướng nào hả thầy hiệu trưởng? Chờ chút đi, tôi rối quá, tôi bị mù đường rồi. Tranh thủ nghỉ chút nữa đi, để xác định lại. Nhanh đi, coi chừng không kịp đó. Không sao đâu, mình chạy một đoạn khá xa rồi. Cảm ơn chú nha. Không có chú Bảy tôi không biết làm sao luôn á. Cảm ơn cái gì? Tôi là bảo vệ của trường, còn chú là hiệu trưởng của trường. Trách nhiệm của tôi là phải cứu chú chứ. Mà sao chú Bảy biết tôi bị nguy cấp mà ra cứu hay vậy? Thì nhà tôi cũng ở trong đó mà. Là chú Bảy gọi điện cho tôi đúng không? Đúng rồi. Sao không ra cứu liền mà gọi điện? Làm sao dám ra cứu? Cái mặt tụi nó hả? Hung dữ bậm trợn quá. Tôi ra là tôi chịu trận cùng với hiệu trưởng thì sao? Tôi đâu phải là siêu nhân. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn chú nha. Chú quá tốt bụng với tôi luôn á. Chịu khó xăng nhớt xe cộ ra giải cứu cho tôi như vậy. Hiệu trưởng, chiếc xe này á là em thuê một ngày 150.000 đó. Đã bỏ tiền đã thuê xe để giúp tôi như vậy là tốt rồi. Hiệu trưởng ơi, nhớ cộng 150.000 vô cái tháng lương của em nghe hiệu trưởng. Ủa vậy là tính đúng tính đủ chứ đâu phải là lòng tốt. Thì em đâu có tốt, em là bảo vệ mà. Thì bảo vệ cũng có quyền được tốt vậy. Mà cái lương bảo vệ nhiêu thì một tháng hiệu trưởng biết rồi. Tôi trả lương sao tôi không biết? Đó, thấy không? Nhưng mà bảo vệ cũng có quyền tốt, vậy chú cũng phải tốt như tôi nghĩ chứ. Em chỉ có tính tiền xăng thôi chứ em đâu có tính vô cái tiền hao mòn xe đâu. Đã tốt là không có tính, mà tính là không có tốt. Chú phải tốt như tôi nghĩ chứ. Tôi đâu có muốn làm người tốt. Vậy là tôi không có chấp nhận lòng tốt của chú nữa. Chở tôi về chỗ cũ, cho tôi đối diện với mấy người chủ nợ. Không có chấp nhận lòng tốt của chú nữa. Cái đó là tùy hiệu trưởng nghe. Rồi, leo lên, về chỗ cũ. Đường nào? Đường này. Bây giờ đi về chỗ cũ phải không? Đúng rồi. Thôi đem đội quẹt chỗ này nè. Sao vậy? Để cho tôi chết hả? Thấy không? Được nè, rồi. Nhớ tính tiền xăng nghe không? Nhớ. Nè, cộng 150 vô lương. Rồi. Nhanh lên, bên này. Trời, bảo vệ gì mà chậm quá vậy? Cái chân của thầy dài, cái chân tôi nó ngắn, chạy theo thầy cũng chết luôn. Cũng tại chú không à? Tại sao? Sẵn cái xe chở tôi tới đây luôn đi. Mày đặt cái đằng kia trả xe, rồi từ đó chạy bộ tới đây, mệt gần chết luôn à. Thầy biết trễ giờ rồi, phải thêm 50.000. Mà trong khi đó, thầy trả tôi có 150, tiền đâu tôi bù thêm 50. Thôi mệt quá. Nói chuyện tiền bạc là tôi nói không lợi chú đâu. Mở cửa nhanh lên. Dạ. Rồi. Vô. Dạ. Đóng cửa lại. Nè. Nó nghe nè. Xong rồi. Hôm nay tuyển sinh đó. Đúng rồi, hôm nay là tuyển sinh. Nhưng mà thầy ăn mặc vậy có sao được. Tôi có trở tay kịp đâu. Mấy người đòi nợ, họ ập tới nhanh quá. Rồi tôi mới vội vàng thoát đi liền. còn dính được bộ đồ trên người á là hên lắm á. Tôi nói thiệt với chú á, hồi nãy giờ á tôi đang lo nè, lỡ mà tôi tiếp phụ huynh học sinh mà tôi trong cái bộ dạng này không biết người ta nghĩ gì sao đây. Chứ sao, hiệu trưởng là phải ăn mặc cho ra hiệu trưởng thì biết, chứ ăn mặc vậy có sao được. Đâu có ông hiệu trưởng nào mà ăn mặc kỳ khôi với tôi vậy. Để tôi khoan gì chỉ cần một suy nghĩ thoáng qua thôi là có đường mở rồi. Chú có cách hả? Có cách rồi. Sao, nói tôi nghe coi. Bây giờ mà phụ huynh mà có hỏi thầy á thì thầy nói là thầy đang dạy cho cái lớp tuổi teen. Thì thật sự nó là vậy mà. Cho nên thầy phải ăn mặc theo như tuổi teen. Coi như là giống như là một đồng bọn với nhau vậy đó. Đồng đội chứ. Đúng rồi, đồng đội. Để chi? Để cùng nắm tay nhau. Nắm tay nhau và tiến lên phía trước. Tiến lên phía trước. Lướt cùng thời đại. Chứ sao. Chú Bảy thiệt là quá ư là lợi hại. Hiệu trưởng áo bông, bảo vệ cũng áo bông nè. Chứ sao. Rồi bây giờ tôi yên tâm rồi. Rồi bây giờ tôi vô tôi chuẩn bị để đón tiếp phụ huynh. Chú trực ở đây nha. Thấy chủ nợ thì tìm cách giữ lại nha. Được mà. Còn gặp phụ huynh thì mời người ta vô văn phòng làm việc với tôi. Dạ. Đi thầy, đi. Ai đó? Cậu là ai? Bà là nhân viên vệ sinh hả? Không, tôi tới đóng tiền học cho cháu tôi. Vậy tự nhiên cầm chổi quét dọn trong này chứ vậy? Thì tôi thấy bụi bặm dơ giấy tôi quét chứ làm sao. Còn ông là ai? Tôi là hiệu trưởng. Hiệu trưởng gì? Đừng có nói xạo à nha. Hiệu trưởng mà ăn mặc như vậy đó hả? Tôi ăn mặc như vậy cho nó hòa đồng với học sinh. Hòa đồng cái gì mà kỳ cục vậy? Tôi là hiệu trưởng thiệt mà. Nè. Là cái gì? Hiệu trưởng Nguyễn Anh Hùng. Thầy hiệu trưởng. Thầy Hùng hả? Dạ, tôi chào thầy. Tôi phải xưng hô với bà sao đây? Cứ kêu tôi là dì Năm là được rồi. Mời dì Năm ngồi đi. Cảm ơn thầy. Dì Năm nói là tới đây để đăng ký cho cháu vô học hả? Tới đăng ký cho cháu ngoại tôi. Cháu tên gì? Dạ, nó tên Đại, tên Trần Đại thầy. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 20 tuổi. 20 tuổi? Vậy là đi học trễ đúng không? Chẳng giấu gì thầy, cha mẹ nó mất sớm, rồi tôi phải đi bán vé số lây lất để nuôi nó qua ngày vậy đó. Đâu có điều kiện cho nó đi học đâu thầy. Nó nghỉ học 2 năm rồi thầy. Chuyện đó dì yên tâm. Đã bước vô ngôi trường này rồi thì dứt khoát cháu sẽ trở thành là một học sinh giỏi thôi. Không giỏi không được. Tại vì trường này mang tiếng nổi tiếng là đặt tiêu chí giáo dục học sinh lên hàng đầu. Dạ. Đó. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Học sinh phải bay cao bay xa trên bầu trời giáo dục. Tốt quá, cảm ơn thầy. Vậy là có trường đặt tiêu chí giáo dục của học sinh lên hàng đầu rồi. Tôi mừng quá. Vậy là trường mình á, tôi gửi cháu tôi vô đúng là trường điểm của mình rồi đó. Hả? Dạ. Chị Năm mới gọi trường này là trường điểm hả? Dạ, trường của mình nè thầy, trường mình nè. Cũng có lý quá chứ. Sao từ nào tới giờ mình không có nghĩ ra ta. Bữa nay mới có người gọi cái ngôi trường này là trường điểm. Hay, cái này hay nè. Vì cho tôi xem qua học bạ của cháu đi. Dạ, đây là học bạ của cháu, tôi xem giùm. Đâu để tôi xem. Chà, đây. Trần Đại. Dạ. Học lực. Học lực yếu lắm nha. Trời ơi. Anh qua đây, qua đây. Đi vô trong luôn đi. Lại đây. Thằng ngu này, bà ngoại mà về là chết hết cả đám á. Giờ này bà ngoại sao về được? Tao nói mày ngu mà mày không tin. Đâu? Bà ngoại hả? Bán xong ngoại về. Ha, để em vô thám thính. Đi. Nhanh đi. Ui. Anh đứng đây nha. Ừ, vô đi. Không thấy bà ngoại. Thì không, vô trong coi. Dạ. Ủa đại ca bị bệnh hay gì mà nằm một đống hay vậy? Cái miệng mày toàn nói những chuyện xui xẻo. Anh Thắng lớn ơi, vô đi, đại ca ở nhà con mình nè. Ờ. Vô kìa. Đại ca. Ủa đại ca, không bệnh nằm đây phơi xác chi vậy? Hai anh em mày á duyên dáng lắm. Thằng nhỏ á thì chù tao bệnh, thằng lớn á thì chù tao nằm phơi xác. Ngồi đi. Dạ. Ủa mà đại ca rồi chuyện gì vậy? Đúng rồi, nói em xử khô máu luôn á. Em xử cho. Nói là xử được luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Hai anh em tụi bay mới uống nước tăng lực hả? Dạ cái này là... Cái này gọi là khí phách giang hồ. Đúng rồi, khí phách. Được, chờ tí đi. Tới bây giờ đó. Mà đại ca, thằng nào gan dám vô cái địa bản danh của tụi mình vậy? Đúng rồi, ai vậy? Ngoại tao á. Nhắm được không? Giỡn hoài. Giỡn hoài. Không vui. Không vui đâu. À, mà hôm nay anh bị bắt ở nhà hả? Ủa, bồ, anh bị bắt ở nhà này ngồi tù hả? Bị bắt á, còn sướng hơn. Mà vậy chứ bị sao? Đi họp. Thì anh đừng có đi. Khùng quá. Sáng nay ngoại tao mới tới trường nộp hồ sơ rồi. Vậy hả? Để em nghĩ kế quản binh cho. Ủa, đại ca được đi học hả? Ê, sướng nha. Đi học mà sướng. Mà hạnh kiểm thì cũng xấu nữa. Dạ, bởi vì vậy cho nên tôi mới xin nó vô học trường điểm của thầy đó thầy. Thôi bây giờ làm hồ sơ nhập học cho cháu luôn, khỏi phải thối lui ha. Dạ thưa thầy. Thầy nói thoái lui là sao vậy thầy? Ý tôi nói là vô đây học là chỉ có tiếng thôi, chứ không có lui vậy thôi. Cảm ơn thầy. Tôi cũng còn mong cho cháu tiếng gì đó, chứ đừng có mà cá gì đó, tôi rầu lắm thầy ơi. Cái gì cá? Dạ cá biệt hả? Dạ đúng rồi đó thầy. Ai cũng nói nó vậy hết trơn á. Mà xa lánh nó cũng vì cái chữ cá biệt gì đó thầy. Tôi không biết con cá đó là con cá gì mà ai cũng xa lánh nó hết à. Mà thưa thầy, nó vô nó học trường mình rồi nè, nó có còn bị kêu cá gì nữa không thầy? Chị Năm yên tâm, đã đăng ký vô đây học rồi, dứt khoát sẽ không còn là học sinh cá biệt nữa. Vậy tôi mừng quá. Thằng Đại nó là người, không lẽ nó phải chịu kiếp cá hoài sao? Rồi, bây giờ mời chị Năm qua đóng học phí luôn. Dạ. Thầy ơi, tôi quên nữa. Hồi nãy chú Bảy có nói á, là trường của mình á có chế độ miễn giảm cho học sinh nghèo khó khăn nữa phải không thầy? Có thì có đó, nhưng mà vậy xin thầy miễn giảm nhiều cho cháu ngoại tôi nha, một nửa được không thầy? Đâu có được gì. Ở đây á, cái mức miễn giảm cao lắm là 30%, mà chỉ dành cho những trường hợp gọi là học sinh xuất sắc, học lực tốt, hạnh kiểm tốt kìa. Còn với cháu Đại, học bả nói vậy sao miễn giảm được, với lại năm nay là năm đầu tiên cháu học nữa. Gia đình tôi khó khăn lắm, tôi xin thầy thông cảm nha. Tôi xin thầy giảm giá cho cháu nhiều đi. Trời ơi, xin nhập học mà trả giá, cứ như là đi ra chợ mua rau là sao? Tôi nói thiệt á, gia đình tôi nghèo thiệt á thầy, mong thầy thông cảm đi thầy. Thông cảm cho gì rồi, ai thông cảm cho tôi đây? Đã học sinh cá biệt mà bây giờ còn xin miễn giảm 50% nữa là sao? Tới rồi đó, mình vô trong đi em. Dạ, chào anh. Chào anh chị. Dạ, chào chú. Dạ, hai anh chị tới đây tìm ai à? Tôi muốn gặp thầy hiệu trưởng. Dạ, thầy hiệu trưởng đang tiếp phụ huynh ở bên trong á. Dạ, mời anh chị vào trong ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Không có chi. Alo, tôi nghe nè chú Bảy ơi. Thầy ơi. Hả? Mới vừa có phụ huynh tới để đăng ký nhập học đó thầy. Phụ huynh tới đăng ký nhập học? Dạ. Cho con em mình? Dạ, đúng rồi. Mà đi xe hơi nữa. Đi xe hơi hả? Dạ. Rồi rồi, giữ đó, tôi ra liền. Dạ. Nè, hồ sơ cá biệt nè, tôi gửi lại. Dạ thầy, còn trường hợp của cháu Đại thì nó tính sao đi? Bây giờ tôi phải đi đón cá mập đã. Thầy ơi, thầy à. Thưa thầy. Thầy ơi, thầy giúp giùm cháu đi thầy. Giúp giùm cháu ngoại tôi đi mà thầy. Thầy ơi. Hey, xin mời. Chà, rộng quá. Tham quan. Dạ. Thầy á thầy. Hồi trước á, vợ chồng em cũng học ở trong trường nội trú về. Có quen biết một người thầy tên là thầy Hùng. Không biết giờ còn sống hay chết luôn đó. Còn sống? Ổng nè. Hả? Gì? Trời ơi, cái đầu hói, bỏ cái râu ra. Ý, trời ơi, thầy Hùng em ơi. Hùng mà. Trời ơi, tưởng thằng nào không à. Ê, tầm bậy. Thầy, hả? Sao dạo này nhìn thầy lạ dữ vậy? Lạ hả? Xì tin mà còn phong cách nữa. Theo tôi giải thích cho nghe. Em, gì mấy em biết không? Cái ngôi trường này á, gần đây là chuyên trị những em học sinh cá biệt. Chính vì vậy mà hiệu trưởng người đứng đầu cũng phải cá biệt, không giống như những người hiệu trưởng khác. Có như vậy phụ huynh người ta mới tin tưởng, người ta gửi con em người ta vô đây. Bởi vì người ta nhìn thấy từ hiệu trưởng xuống, con em người ta đó là một cái đồng bọn. Không, đồng đội. Dạ. Cùng nhau dắt tay để mà tiến về phía trước. Đó, hiểu chưa? Cứ việc tham quan đi. Sao? Mời hai em ngồi. Dạ, mời thầy ạ. Mời thầy. Khách ngồi trước, chủ ngồi sau. Ngồi đi. Trời ơi, sao có gì ở đây nữa? Dạ tôi... Rồi thôi, dì cũng ngồi luôn đi. Dạ. Ngồi xuống đi. Dạ, cảm ơn thầy. Hiệu trưởng của một trường cá biệt, mặc đồ này là phải ngồi đấy. Học sinh nó mới thấy là gần gũi nó, mình mới dạy nó được. Thầy hòa đồng ghê. Công nhận thầy xì tin dễ sợ luôn á. Thầy, hả? Thầy khác xa hồi xưa quá trời. Hai em giờ làm gì? Dạ tụi em làm kinh doanh. Ồ, vậy là kinh tế khá giả ha. Dạ. Thời đại phi thương bất phú mà. Rồi bữa nay tới đây làm chi? Nè, đừng có nói tới rủ ông thầy đi nhậu nha. Dạ không thầy. Cái chuyện nhậu mình tạm tính sau đi. Dạ. Còn bữa nay tới gặp thầy thiệt ra... Dạ. Sao? Bữa nay á là tụi em á, trước nhất là tới đây để thăm thầy. Dạ. Sau đó là nhờ thầy giúp đỡ nhận hai đứa con của em á để vô học. Dạ. Dạ. Hai đứa? Dạ, hai đứa. Xin vô đây học. Dạ. Dạ, xin đôi. Đứng lại. Ê. Chà, khó à. Dạ. Bây giờ vô trường làm sao phân biệt được đứa nào lớn đứa nào nhỏ, hơi khó à. Dạ không, cái vấn đề này thầy cứ yên tâm. Hai đứa sinh đôi vậy chứ nó không có giống nhau. Trời giật hả? Sao ngộ vậy? Mà thậm chí nó không có giống cha giống mẹ luôn. Vậy hai cháu là trai hay gái? Dạ, đứa trai đứa gái. Dạ. Đứa trai đứa gái. Dạ. Hai đứa không giống nhau. Dạ. Cũng không giống cha không giống mẹ luôn. Dạ. Cái ca này lạ ghê ha. Nhưng mà như vậy tụi nó có hòa thuận nhau không? Dạ, hai đứa rất là hòa thuận. Thương yêu nhau lắm thầy. Ngoan lắm thầy. Bên đó nè. Ê, của tao mà. Của tôi. Đưa đây. Của tôi, ăn cái đó đi. Cái này hết nóng rồi. Đưa đây. Ăn cái đó đi. Học bạ của hai cháu đâu? Dạ thưa thầy, học bạ ở đây ạ. Trời ơi dì ơi, con đang hỏi bên này. Học bạ của dì á thì dì cứ giữ đi. Dạ không, tôi không có học bạ. Đây là học bạ của thằng cháu tôi. Học bạ trên tay của dì thì dì cứ giữ đi. Để con tiếp bên này xong rồi con sẽ làm việc chứ gì. Dì hiểu chưa? Dạ dạ tôi hiểu rồi thầy. Rồi trở lại xin lỗi nha. Dạ. Học bạ của hai cháu để tôi coi điểm số nó ra làm sao. Dạ thưa thầy, nếu mà nhắc tới cái học bạ, nó lại gợi cho em một quá khứ đau thương tan tóc mà không thể nào quên được. Vậy hả? Dạ. Vào năm nọ, một cơn bão lũ bất ngờ ập vô làng quê của em, đến nỗi đã cuốn phăng đi tất cả. Chà, cơn lũ đã ập vào. Coi như là tài sản mất hết hả? Không, hột xoàn tiền vàng còn đó thầy. Dạ. Chứ làm sao mà buồn thảm dữ vậy? Cơn lũ đã ập vào cuốn đi đúng 2 cái học bạ. Dạ. Hiểu. Sự khốc liệt của thiên tai. Dạ đúng rồi, không thể lường bão lũ được. Ập vào nhà. Dạ. Cuốn đúng 2 cái học bạ mất. Dạ. Hiểu. Thôi giờ phỏng vấn miệng. Dạ. Bây giờ học lực của hai cháu thì như thế nào? Dạ tốt. Hạnh kiểm như thế nào? Tốt. Ủa sao trả lời đều vậy? À, cái này có vợ có nhà trước rồi phải không? Dạ không, cái này là đồng vợ đồng chồng. Dạ. Bác biển Đông cũng cạn đó thầy. Dạ. Bây giờ không cho đồng nữa. Bây giờ hỏi từng người một. Hỏi người này im giùm. Vậy ha? Dạ. Điểm số của cháu như thế nào? Nói. Dạ hơi kém chút xíu. Hơi kém. Hạnh kiểm như thế nào? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dạ phá chút xíu. Hơi phá chút xíu. Dạ. Điểm hơi thấp. Hạnh kiểm hơi phá. Vậy thì cái gì tụi nó nhiều? Trốn học. Hả? Trời ơi, lại thêm 2 con cá nữa. Ủa thưa thầy, vậy là cá biệt nữa hả thầy? Khổ quá dì ơi. Dì nhìn coi, ở đây là cá mập. 2 con cá mập. Cá biệt là gì á? Phải chi cháu ngoại của tôi mà nó cũng được làm cá mập như con của hai anh chị đây thì nó được vô trường rồi. Dì nói cái gì á, dì cũng phải thông cảm cho con. Đây là trường tư, con nhận học trò vô, mọi chi phí nó là tư nhân mà. Nhận vô rồi dì xin lỗi chứ dì về rồi khả năng sao rồi dì đóng học phí cho cháu nó rồi sao? Khó lắm dì ơi. Thưa thầy, em nghĩ là thầy đã trót nhận 2 con cá mập này rồi thì cũng nhận luôn con cá biệt này. Dạ, có gì em sẽ hỗ trợ cho nhà trường. Thầy, cái gì vậy? Bắt tay. Hả? Bắt tay tôi. Nhảy lên. Quân tử giúp cô. Dì làm chứng nha. Dạ. Làm chứng nha. Mở lời là cá mập nhận hỗ trợ cho cá biệt. Rồi xong, Cảm ơn. Rồi có người hỗ trợ kinh phí rồi. Dì theo tôi vô làm thủ tục nhập học cho cháu. Dạ cảm ơn cậu. Đưa quả đây. Dạ. Xin mời. Ngồi để chơi nghe. Dạ. Anh sao anh hào phóng dữ vậy? Bà không biết gì trơn. Nếu mà không có con cá biệt này, 2 con cá mập nhà mình trở thành cá biệt rồi, hiểu không? Nhờ nó làm cái nền để tôn con mình lên. Ha. Sao anh thông minh quá vậy? Tôi mà. Hay quá. Trời ơi, sách đại ca hay quá trời luôn. Vậy mà đại ca nói học là khổ, sướng muốn chết. Ủa, mày xem rồi mày có hiểu cái gì không? Thì mấy cái hình vuông hình tròn này nè. Mày khùng hả mày? Em đâu có khùng đâu. Nhiều lần em đứng ngoài cửa sổ lớp học, em nghe bà cô giáo giảng mà em thấy mê luôn. Mày mê bà cô giáo hay là mê bà giảng? Trời ơi, mê bà giảng. Ê, mê bà giảng hả? Vậy đi học vô Bảnh Đại đi. Em đi học đi. Cho mình em thôi, chứ sao học cho ảnh được. Đã nói mày khùng. Hai anh em tụi bay á, thằng nào cũng tào lao ngang ngửa nhau à. Mặt mũi tụi bay sao vậy? Đại ca nhắc em gần đâu. Mày im đi. Hồi nãy á, bị quýnh ở ngoài xong la, về nhà la. Em đâu có bị quýnh đâu đâu mà khóc. Mà em chỉ khóc vì đại ca không được nữa mà, nên em mới khóc. Ờ đúng rồi đó đại ca. Nó thấy đại ca không được để mặt, tụi em bị tổn thương. Hai anh em tụi bay á, bớt minh họa giùm tao cái. Nín. Chuyện là làm sao? Để nói tao nghe coi. Mày nín đi. Biết gì mà nói. Dạ, để em kể trước cho. Chuyện là như vậy. Anh Thắng ơi, em nói bụng quá à. Mình vô ăn đi. Cho em 5 hộp cơm nha chị. Dạ nghe, 5 hộp cơm hả em? Dạ. Em ăn gì? Hết tiền rồi. Thôi gán đi. Dạ. Nhìn ngon quá à. Nhưng mà hết tiền giờ sao? Vậy thôi đi đi anh Thắng. Ê, kìa, có gì cơm kìa. Mày vô lấy đi, tao đứng đây. Tao canh cho. Ai cho mẹ ăn cắp? Thả tôi ra. Mày buông em tao ra chưa? Buông ra. Đây là em tao. Còn tao là đàn em của đại ca Đại. Mà đại ca Đại mày biết ai không mày? Buông ra coi thằng kia. Tao kêu đại ca tao quýnh mày chết á. Quýnh mày chết luôn á. Mày buông ra. Buông ra. Mày buông ra. Đó, chuyện là vậy đó đại ca. Đại ca em nghe lại câu chuyện mà em giỡn còn đâu. Mày em đi mày ơi. Đại ca, nó làm vậy là nó coi thường đại ca. Má nó chứ. Mình cho bài học đi đại ca. Nó nói 2 bài học luôn đại ca. Thằng này nó vuốt còn nói lộn nữa hả? Em đâu có nói lộn đâu. Em nói đúng mà. Phải 2 bài học chứ sao một. Đúng rồi. Đi. Dạ. Quất nó đại ca. Quất nó. Đi. Kìa kìa. Đó. Nó đó đại ca. Nó đó. Thằng kia. Mày tên gì? Dạ tên bé. Ê mày nhét quá vậy. Tao tên Đại. Mọi người thường gọi tao là đại ca. Bên tay trái tao là Thắng lớn. Tay phải là Thắng nhỏ. Tao xin tự giới thiệu sơ lược về bản thân tao. Tính tình thì nóng nảy, suy nghĩ thì nông cạn. Đúng rồi đó. Võ công cao cường. Đúng. Đúng vậy. Mày bước ra đây. Lại đây. Hả? Nhào vô. Sao đây? Mày nói nó bé. Thì nó tên là bé mà đại ca. Xử nó luôn đại ca. Học bạ này là bản sao nha. Dạ. Cái bản chính đó nhà trường lưu lại. Khi nào sắp lớp cho cháu thì sẽ báo cho gia đình biết. Dạ cảm ơn thầy. Vậy là coi như thầy nhận hồ sơ của dì Năm rồi hả? Cảm ơn thầy quá trời quá đất thầy ơi. Nói vậy là có tay trong hả? Dạ đâu có tay trong tay ngoài gì đâu. Dạ chẳng qua tôi chỉ muốn giúp đỡ cho dì Năm thôi à. Dì Năm có hoàn cảnh khó khăn mà. Sao chưa thay đồng phục bảo vệ đi? Em thấy cái trường này cũng được đó anh. Sao không đi thay đồng phục đi? Sao thầy không thay quần áo vậy thầy hiệu trưởng? Thôi kệ, bông với bông. Như vậy cho nó đồng bộ ha. Dạ thưa thầy, tôi thì tôi không có tiền, nhưng mà tôi có sức. Để tôi phụ thầy, tôi dọn dẹp mấy cái phòng ốc cho nó sạch sẽ. Bảo đảm mấy đứa nhỏ nó vô đây học nó sẽ thích đó. Dạ đúng rồi đó. Tôi với dì Năm làm hết tất cả mọi chuyện ở trong trường này luôn. Dạ hiệu trưởng rồi. Khỏi cần làm gì hết. Đừng có lo gì hết luôn. Dạ. Khoan đã. Dạ. Nói vậy tôi làm bảo vệ hả? Vậy đi. Trời ơi, đi gì đâu. Dạ tôi cảm ơn cô cậu nhiều lắm. Không có gì đâu bác. Dạ thôi tôi về. Dạ chào. Ủa, em đi đâu vậy? Tôi nói ngồi chờ tôi một chút. À, tôi ra tôi giao cái hộp bạ cho bà cụ đó, xong rồi tôi quay vô kêu cà phê rồi thầy trò uống. Hàng Nguyên tâm sự nhắc chuyện cũ một chút. Dạ em xin phép thầy, tại vì hai vợ chồng em bận công việc á, cho nên tụi em xin phép về ạ. Bữa nay em cũng chuẩn bị đi công tác. Dạ vậy thầy bước ha. Dạ thầy, em có ý kiến này, em muốn góp ý với thầy như vậy. Nói đi tôi nghe. Cái tấm bảng hiệu đó nó xấu quắc hả? Nhìn nó hả, không có thấy chữ gì hết, nó mờ tịch hả? Ủa rồi hiểu. Bắt đi, cứ bắt tay với thầy đi. Dạ. Cảm ơn em đã có nhã ý tài trợ cho cái bảng hiệu của nhà trường. Thầy dạ, chưa thầy tôi biết mà. Em còn thấy cái chỗ nào nó mờ hay là tường nó nứt gì không đặng? Dạ thưa thầy, em thấy mọi thứ bây giờ nó rất là hoàn chỉnh, rất là sáng sủa rồi thầy. Dạ xin phép thầy, em phải đi gấp vì có công chuyện. Dạ chào thầy. Xin gặp thầy sao ạ? Thì mình đi em. Dạ em chào thầy. Đi em. Đúng là có tiền sướng thiệt. Cần cái gì búng tay cái tiền văng ra giải quyết, búng cái văng tiền ra để giải quyết. Bây giờ mình phải làm sao? Lấy tiền ở đâu mà trả nợ? Búng mà không kêu, tiền nó đâu có văng ra. Hai đứa tụi bay bỏ tao ra coi. Thôi anh bị gì phải để tụi em hiểu chứ. Bỏ tao ra coi. Em không buông đâu. Hết thôi. Dạ. Đứng qua bên đây. Từ từ. Chuyện này là sao? Nói. Dạ tụi con hành hiệp giang hồ. Dạ tụi con hành hiệp giang hồ. Hay quá ha. Hành hiệp giang hồ. Thằng Đại, mày là lớn mà sao mày không biết dạy tụi em, mà mày còn làm hư nó nữa là sao hả? Ngoại, sao ngoại không nghĩ hai đứa tụi nó làm hư con? Hả? Mày còn trả treo hả? Trả treo đi chứ. Ngoại kìa, hai thằng này nữa, thằng lớn thằng nhỏ đứng lại. Trời ơi là trời, trời ơi, ngó xuống mà coi nè, cha mẹ nó mất sớm, thân tôi thì già vậy rồi mà mỗi ngày tôi phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ với cái sắp vé số để mà kiếm cơm cho nó ngày hai bữa. Vậy mà nó còn không biết thương. Nay thì đi quán, mai thì quýnh lộn. Sao tôi sống nổi nè, trời ơi là trời. Rồi, con biết rồi. Ngoại đừng có nói nữa. Mày nín đi, tao đâu có muốn nói. Mày mà như con người ta, mày chăm lo vô trường mày học hành, mày cứ không như vậy hoài thì tao không biết cậy nhờ ai đây. Trời ơi là trời, làm sao tôi sống nổi đây, trời ơi là trời. Được rồi ngoại đừng có khóc nữa. Ngày mai con đi học. Mày nói thiệt không? Đương nhiên rồi. Ngày mai phải vô trường phải không? Quân tử nhất ngôn. Thằng quỷ sứ, mày không có gạt ngoại nghe chưa? Con có bao giờ gạt ngoại đâu. Mày sống là phải có niềm tin chứ ngoại. Gạt ngoại hả? Tao cho mày một trận nè. Tao cho mày một trận nè. Nè tao cho mày một trận chứ chưa, biết chưa? Ba ơi ba. Thôi được rồi. Mọi thứ đều thể hiện trên hợp đồng. Cái hợp đồng lúc đầu đã như vậy rồi mà. Được rồi, tôi sẽ giải quyết liền. Phải gặp tôi à? Khách hàng rồi gặp trực tiếp. Được rồi. Tôi qua liền. Cứ hẹn đi, rồi tôi qua liền. Mạnh nè, mẹ thương con mà, nín đi. Mẹ nói con nghe nè, con á, con ráng mà học hành biết không, chứ đừng có mà ham chơi game. Con mà không lo học hành á là ba mẹ buồn lắm biết không? Con hứa với mẹ, từ bây giờ con sẽ không chơi game nữa. Con sẽ trở thành con ngoan trò giỏi. Giỏi mẹ thương cục cưng mà. Mẹ thương con mà, thôi nín đi. Mà nè, mẹ nói con nghe nè, tối nay á Mẹ phải đi gặp khách hàng để bàn công việc. Mẹ không có ở nhà cho nên không nấu ăn cho mấy đứa được. Đây nè, mẹ cho con tiền nè, con cầm đi. Mua cái gì ba cho con ăn nghe không? Mẹ đi gặp khách hàng để kiếm tiền lo cho tụi con hả? Ừ. Con cảm ơn mẹ. Ừ. Ngoan nghe con, mẹ phải đi gấp rồi. Ở nhà ngoan nha. Thôi mà ngoan đi, mẹ thương mà nha. Bây giờ mẹ đi nha không? Mẹ rồi, đi. Nín nín đi mà nha. Mẹ, con cũng chuẩn bị sách vở mai đi học rồi nè. Vậy hả, con ngoan quá à. Mẹ cứ gửi tiền cho em á, có gì á thì hai chị em mua cái gì ăn nghe không? Dạ mẹ. Rồi, dạ, ở nhà ngoan nha. Dạ, mẹ đi nghe không? Đi. Dạ, con chào mẹ, mẹ đi rồi, nha. Rồi. Tạm biệt mẹ. Mày, đưa yếu ra đây. Giờ yếu rồi, hết mạnh nổi rồi. Đưa ra đây. Đưa gì chị? Tiền. Tiền là mẹ cho tôi chứ bộ. Nhưng mà mày lôi hết tiền ra đây. Bây giờ vậy nè, nể tình chị em. Nó nhỏ thôi. Nó nhỏ rồi. Cho bà 2 tờ nè. 2 tờ? Không được, đưa đây. Không. Cho đây. Buông ra. Này của tôi bộ. Chứ đều đi mày. Bà 3 tờ còn đôi nữa. Gì vậy? Cái gì vậy? Dạ. Hai đứa giành giật nhau gì đó. Gì chát cái gì vậy? Dạ, chị hai lấy tiền của con á. Ba chưa đi hả? Ba sửa soạn ba đi. Ba đi đâu vậy? Ba đi tiếp khách. Ba đi khách để mà kiếm tiền cho tụi con hả? Chứ gì nữa. Tôi phải nai lưng ra tôi làm để lo cho hai cái miệng ăn này nè. Ba đi khách vui vẻ. Gì? Nè, coi mua gì đó về ba mẹ con cùng ăn đi nha. Dạ con biết rồi. Con chào ba. Mà cái tiền hôm bữa ba đưa cho con mua vài có đủ không? Dạ không. Không hả? Không hả? Thôi cầm tạm đi, có gì ba đưa thêm. Dạ biết rồi. Không có tiền nè. Ba đưa tiền rồi đó mà nó không có tiền nè. Qua đi.